Không, mình vô đến tiền em, đi đi đi. Đến tiền trước. Tại đang đi tới cái bãi để đi lặn diving gừ ở bên UK. À đúng không em mà bà hệ thống tự chìm gì nữa. Em là hệ thống tự nổi. Em phải cần người nhấn nó mới chìm được. Đây. Đây là các khu tự phát để cho mọi người lặn bơi đồ đã đây. Để người ta phát xong rồi sẽ giải thích cho mọi người cắt mặt nha. Đây thì mọi người bắt đầu vô nhận áo cho cái chị này, chị sẽ xem cái áo để coi cái nào mặc vừa, cái nào mặc không thì đưa vô đó. Khi nào lấy được đồ rồi đem thay đồ, đem hết đồ vào trong xe để rồi đem ra đây thay đồ. Đó. Hello. Anh vô mọi người nha. Hello. Chuẩn bị đi massage ra đáy biển. Ảo chó, xe ảo chó. Tao mang siêu nhân biến thành coi. Đi bộ được ăn hả? Tao đi bộ đi. Đang rất là rảnh. Anh em đi nguy hiểm đấy à. Hành trình đang quay nè. Đây, mấy anh em siêu nhân đầu xanh đầu đỏ. Anh em hào hứng trước khi lại cái nào? Mấy mồi. Lão cũng nhìn mình. À cũng nhìn à? Bây giờ mình chuẩn bị đến nơi lặn Blue K và động động săn không? Động săn ở Okinawa. Đây chắc là người dân ở đây người ta tới đây lặn là người địa phương. Còn đây có mấy cái cành đeo không? Ngoài đây có đá nè, có mấy cái đá như hòn non bộ. Chắc là mình phải đi bộ ra tới bên kia để lên mấy cái thuyền cả. Khả năng vậy ở đây. Anh em đang được dẫn đi ra đây. Đó, giờ bắt đầu đi bộ qua nha. Đã đặt sau á, em chở được 10 chỗ à. Nếu mà chưa đi dư một người chắc không dám chở, ở đây có công an đâu mà. Anh to mà, anh thế này không ai bảo người Việt mình giật nhìn. Mày không dám danh nhận. Thử ăn đánh. To quá anh to rồi. Ngày nào cũng làm hả? Ở đây dựng nhưng mà vẫn khó khăn rồi. Mình có phải là mình làm cái này đâu. À, nay anh chở khách đi xuống đây à? Đâu, có khách Việt đây à? Đi chưa? Ui dồi ôi, khách Việt đông lắm. À, đi lên hướng đó với đi cái chỗ đá trái tim. Đi làng Mỹ. Làng Mỹ thì mình ở làng Mỹ hôm nay, mình ở làng Mỹ làng Mỹ. À, chiều nay chưa đấy đâu chắc. 6 bây giờ đóng cửa cho mấy giờ đóng cửa? Làng Mỹ á? À. Làng Mỹ thì chỉ có buổi tối đẹp thôi. Là khoảng tới mấy giờ đóng cửa, sợ 7 giờ vô nó nghỉ chưa? Đúng rồi, 8 giờ cái cửa hàng thì nó đang đóng cửa từ 8 giờ rồi. À. Nhưng mà dọc cái bờ biển ấy, quán bar này nó vẫn mở. À, em về Nam Mỹ thì đi vào ăn hải sản gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. À, vô cua dữ à. Bây giờ ở đây mua kem chống nắng thì chỉ phí tiền. Ít thế. Em nào xin. どこでもいいの。違うよ、こっちよ。次、俺のお客さんまだ待ってる。
chưa sốt nè. Nên kịp cả. Năm người đang tập trung ở đây để lên một cái con cano. Thế thì khoảng 10 phút để ra cái hòn đảo, cái động đó. Ở mọi người đang tập trung đầy bình khí nè. Thì mỗi người một vé là 5,5 cent sẽ lặn được đâu khoảng nhiêu nhỉ? Mấy chục phút, 20-30 phút tiếng. Đó. Mọi người thì được phát hết đồ sẵn sàng rồi. Đây. Ai có camera chống nước thì tự đem theo. Còn đây chắc nhóm này mới đi về. À, nhóm này bắt đầu đi nè. Lặn nổi nè, thì họ sẽ có cái chân vịt với mấy cái ống để thở. Còn ông nào lặn chìm thì sẽ có cái bình khí ở đây. Đó. Ông đang dẫn một đám tới để hướng dẫn mọi người cách chơi. Ông đang chỉ khi nào ông đang chỉ bắt đầu cách dùng cách chơi, khi nào không hiểu thì phải hỏi ngay. Okay. Quan trọng nhất là hít thở bằng mồm. GoPro này gì nè? ここじゃない。ここ噛むとこ噛む。ここ。ここじゃない。ここ噛んで、一番前待って、唇閉めて、キスみたいな。 Thế ông im mẹ à mồm đi. ああ、そうだ。肝。肝。だから、すけでですね。じゃあ、口呼吸するときは、手絶対開からないで。開いたら水入ります。そのとき 中水ある時はここ押してください。はい。中水ある時例えば今中水ある。これはダメ。これ取ってもダメ。うのまましてああ。オッケー。うん、1回3回でいいです。その中水。ngậm miệng xong rồi không được hé miệng ra là uống nước ngay. ngậm miệng giữ im rồi bấm cái nút thì nó sẽ nước nó bị văng ra cái bình khí ra để đẩy nước ra ngoài thôi. Đó. オッケー。はい、じゃあ。このノートをさんの中ね。これはダメ。ゆっくり。長く吐く。はい。鼻の中の空気全部出してからゆっくりする。オッケー。吐、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 
đi xuống thì cái tay nó sẽ đau. Đấy. Tại sao? Ok. Thở bằng gì? À nó ù đây á. À, nó cái tay này. ちょっと痛くない。なんか聞こえないじゃない。そうそうやったら聞こえない。 はいはい。そう、この音も鳴る。その時は耳抜きだけてるというような。 Đó. Khi lặn xuống thì bịt mũi lại và thở hơi ra vào tai để cho khỏi đau tai. Oh.
Tí nó bắt đi theo nó, anh em bơi 10 phía ra không dí được đâu. Kiểu gì? Ở đây cái đảo rồi, tới đảo rồi, tới đảo rồi. Vô nè, vô đây lên. 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, uống. Uống nước biển, chuẩn bị uống nước biển rồi. Rồi, bố ông đeo một cái bình khí vào. Wow. Yeah, man, I think we're just beautiful. Nani? Nani? Thank you.
Thank you.